vâng ạ à, kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn thưa các quý đồng nghiệp thì à, em rất là vinh hạnh hôm nay được à, tham dự cái hội hô hấp à, hội nghị hô hấp thường niên của à, hô hấp Việt Nam và trong cái buổi chiều ngày hôm nay trong cái phiên về ung thư phổi thì em xin phép được chia sẻ những kiến thức à, rất là ngắn thôi ạ về à, cập nhật điều trị miễn dịch trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì à, thưa thầy cô thưa các à, quý vị đồng nghiệp như chúng ta biết rằng thì ung thư phổi cho đến nay vẫn là một trong những cánh nặng y tế toàn cầu và tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong so với các loại ung thư nói chung ở trên người trên toàn cầu thì vẫn còn rất là cao ạ. Mặc dù chúng ta đã có rất nhiều những tiến bộ trong y sinh học hiện đại và bệnh nhân ung thư phổi đã có thể tiếp cận được rất nhiều các biện pháp, tức là ngoài cái điều trị đa mô thức à xin lỗi ạ, ngoài cái điều trị kiềng ba chân rất là cổ điển phẫu thuật, hóa chất, xạ trị thì hiện nay bệnh nhân ung thư phổi đã được tiếp cận với nhiều những cái bước mới, đó là các thế hệ của các thuốc đích và những cái cập nhật rất là mới trong điều trị miễn dịch. Và bây giờ không chỉ là điều trị ung thư phổi mà điều trị ung thư nói chung, chúng ta sẽ tiếp cận trong một cái trạng thái đó là đa mô thức và cá thể theo từng người bệnh. Vậy thì điều trị miễn dịch ở đây là gì? Chúng ta tiếp cận À, chúng ta có thể hình dung rằng là hệ miễn dịch của chúng ta chính là một cái hàng rào bảo vệ nó không chỉ là hàng rào bảo vệ bên ngoài như chúng ta từng được học đó là hàng rào về da về niêm mạc mà, mà nó còn là hàng rào về bên trong giúp cái cơ thể của chúng ta bảo vệ những cái thuộc về mình chống lại những sự xâm nhập của vi khuẩn virus hoặc là sự tiến triển biệt hóa bất thường của các tế bào thì điều trị Điều trị liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư chính là sử dụng những cái liệu pháp sinh học để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể để chống lại ung thư. Vậy thì tiếp cận điều trị miễn dịch trong ung thư như thế nào? Thì thực ra khi mà trong cái lịch sử để điều trị đa mô thức, điều trị miễn dịch đang để đến cuối cùng. Tuy nhiên, tiếp cận miễn dịch thì đã có từ rất sớm. Tuy nhiên những cái biện pháp tiếp cận miễn dịch ở giai đoạn sớm đó đó là những cái biện pháp không đặc hiệu đó là những cái vaccine hoặc là những cái oncolytic virus hoặc là các cytokine. hiện nay thì tiếp cận điều trị miễn dịch đã đa dạng hơn phong phú hơn và có những cái bằng chứng khoa học rất là thuyết phục về hiệu quả cũng như là tính an toàn trong điều trị ung thư phổi đặc biệt là nhóm không tế bào nhỏ và xuất phát để tiếp cận cái điều trị thì ở đây tôi đề cập đến một chớ cái cơ chế thoát khỏi sự giám sát miễn dịch của tế bào ung thư đối với các tế bào có chức năng miễn dịch trong cơ thể điển hình nhất có thể nói tới đó là sự mất hoặc thay đổi một số cái kháng nguyên bề mặt à, các à, các à, quý đồng nghiệp chắc hẳn đã từng nghe tới hiện tượng gọi là missing cell đúng không ạ đây là một cái hiện tượng thường gặp nhất ạ trong cơ chế chọn trốn khỏi sự kiểm soát của tế bào miễn dịch đối với của tế bào u, tế bào ung thư. Đó là sự giảm hoặc mất biểu lộ MHC lớp 1. Đây là cái cơ chế thường gặp nhất đối với tế bào NK, đó là tế bào diệt tự nhiên là một tế bào miễn dịch trong cơ thể mà có vai trò tiêu diệt tế bào nhiễm virus, tế bào ung thư mà không thông qua cơ chế tiền vẫn cảm hay trình diện kháng nguyên cổ điển như chúng ta vẫn gặp đối với các tế bào miễn dịch. Và bình thường thì cái MHC lớp 1 nó sẽ liên kết với cái thụ thể ức chế trên bề mặt tế bào NK. Đối với những tế bào ung thư hoặc là tế bào tiền ung thư, loạn sản thì cái biểu lộ MHC lớp 1 này nó sẽ giảm xuống thậm chí là mất đi làm cho tế bào NK sẽ bị mất cân bằng và do đó thì sẽ uh, tế bào ung thư sẽ trốn khỏi cái uh, hiện tượng mà gọi là sản xuất các cytokin tiêu tiêu protein mà tế bào NK bình thường đảm nhiệm cái cơ chế thứ hai đó là thay đổi biểu lộ các phân tử của điểm kiểm soát miễn dịch và cơ chế thứ ba đó là thúc đẩy hiện tượng dung nạp miễn dịch tại vi môi trường khối u và thông qua các hiện tượng chế tiết cytokine. Đây là một số những cái tiếp cận về cái phương pháp điều trị uh, liệu pháp miễn dịch trong ung thư phổi và chúng ta có thể thấy các oncolytic hoặc là các vaccine thì đây là những cái điều trị không đặc hiệu mà từ uh, cách đây mấy chục năm chúng ta đã được được đọc và đã tiếp cận còn gần đây là các tế bào T biến đổi. À, về cái chủ đề tế bào T biến đổi này cũng rất là phong phú và hai loại tế bào lympho biến đổi mà đang được nghiên cứu rất là sâu rộng trong trị liệu miễn dịch trong ung thư đó là KT và NT. À KN KT và K NK và đó tiếp tục là các kháng thể đơn dòng. Và trong nội dung bài trình bày của em ngày hôm nay, em sẽ chủ yếu tập trung vào các kháng thể đơn dòng và cụ thể ở đây là các chốt điểm kiểm soát miễn dịch. Chúng ta có thể nhớ lại cái câu chuyện về giải Nobel y học năm 2018 với sự phát hiện ra của thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, hai nhà khoa học người Mỹ và người Nhật đã đạt giải Nobel năm 2018 ạ. Và từ những cái dấu mốc đó có thể coi là một các cuộc cách mạng trong liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng thì có thể nói là PD con đường PD1, PD1 và ctla 4 là hai cái con đường thuộc nhóm ức chế điểm kiểm soát miễn dịch được nghiên cứu nhiều nhất. Và các nhà khoa học đã không quá khi nói rằng trong thời gian gần đây có tới 2 phần 3 tổng số các thử nghiệm lâm sàng trong ung thư nói chung là về các chốt điểm kiểm soát miễn dịch và tập trung nhiều nhất đó là hai cái con đường mà tôi đã đề cập ở trên. thì về mặt cơ chế thì cũng khá là phức tạp. đây chỉ là một cái hình rất là đơn giản để tôi muốn biểu lộ cái cơ chế. bình thường thì PD-1 nó là một cái thụ thể trên tế bào miễn dịch tế bào T ạ và nó sẽ gắn với cái phối tử pd 1 thực ra thì nó sẽ có cả pd 2 nhưng cái vai trò chủ yếu là PD-1 thì tế bào T và tế bào U này nó sẽ đạt ở trạng thái gắn kết và tế bào T sẽ không phát hiện được và không tiêu diệt được tế bào T. Khi chúng ta sử dụng các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch gắn vào cái thụ thể PD-1 hoặc gắn vào phối tử PD-L1 thì nó sẽ kích hoạt cái hoạt động của tế bào T và giúp tiêu và diệt tế bào khối u. Và cũng cái cơ chế tương tự đối với sự kết hợp của CTLA-4 và phối tử B7, B71, B72. Ở đây là một số những cái thuốc thuộc nhóm ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Đối với nhóm nhắm vào PD-1 thì chúng ta có pembrolizumab Có lẽ cái sản phẩm này, cái hoạt chất này là cái mà chúng ta được nghe đến nhiều nhất trên lâm sàng và theo như tôi được biết thì nó cũng là cái thuốc uh, thuộc nhóm ICi đầu tiên mà được sử dụng ở Việt Nam đó là cây chuda và đến bây giờ thì cái tính mở rộng tính phổ biến của cây chuda cũng là nhiều nhất so với các nhóm ICi khác bên cạnh đó thì có nivolumab, pembrolizumab các thuốc ức chế PD1 thì có atezolizumab, duvalumab, avelumab ức chế CTLA4 thì có ipilimumab. Ở đây thì uh, tôi hướng tôi muốn đề cập tới bốn cái hướng tiếp cận trong điều trị các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Đó là các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch đơn trị, ức chế điểm kiểm soát miễn dịch kết hợp với hóa trị, kết hợp với xạ trị và kết hợp hai thuốc cùng nhóm à xin lỗi hai thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch với nhau nhưng mà là khác nhóm. Thì xin được đưa ra một số những cái chỉ định cũng như là một số những cái bằng chứng khoa học về vai trò hiệu quả của các hướng tiếp cận này trên nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Hiện tại thì các thuốc ICI này được chỉ định kể tất cả các bước kể cả là tân bổ trợ trước phẫu thuật, bổ trợ sau phẫu thuật ở những bệnh nhân giai đoạn sớm hoặc là điều trị củng cố đồng thời theo sau hóa xạ trị cho bệnh nhân ở ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn. Thì đây là một số những cái thí nghiệm lâm sàng chính về thuốc nhắm đích PD-1 và PD-1 mà tôi đã tổng hợp. Thực ra thì nó cũng chưa đầy đủ, nhưng đây là một số những thử nghiệm chính. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy một loạt những thử nghiệm Keynote là của cây Chuda đấy ạ. Một loạt những thử nghiệm của Checkmate thì là Nivolumab và các uh, đồng nghiệp lưu ý một chút ở đây thì tôi có đề cập tới cái kháng thể sử dụng trong xét nghiệm hóa mô miễn dịch khi xác định biểu lộ của PD-1 ở trên mô ung thư trong tế bào ung thư thì tùy từng cái đơn vị mà chúng ta công tác các khoa các labo giải phẫu bệnh thì sẽ có những cái kháng thể khác nhau và nếu các đồng chí uh, các uh, quý đồng nghiệp đọc uh, kỹ thì nó sẽ có những cái kháng thể được FDA approve trong cái kết quả biểu lộ của PD1. Do đó, nếu mà chúng ta sau này thôi ạ, à, còn bây giờ thì hiện tại, cho dù là có chỉ định thì các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch vẫn chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Nhưng mà nếu được chi trả thì các đồng chí các quý đồng nghiệp phải hết sức lưu ý về cái chuyện là chúng ta đang sử dụng cái kháng thể nào bởi vì các ngưỡng điểm cắt của các kháng thể sử dụng để đánh giá cái mức độ biểu lộ của PD1 là nó sẽ hơi khác nhau ạ. À, sau đây thì tôi xin được đưa ra một số những cái bằng chứng khoa học về hiệu quả của các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch với bốn hướng tiếp cận. Đầu đó đầu tiên là những cái hướng tiếp cận về đơn trị liệu. Thì một cái ví dụ ở đây trong thử nghiệm lâm sàng Checkmate 057 trên nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ và đây là không So sánh giữa Nivolumab và docetaxel thì cho thấy cái sự cải thiện về OS cao hơn hẳn của Nivolumab, đó là 12,2 tháng và 9,4. Các số liệu tương tự ở dưới đối với các thử nghiệm khác như là Checkmate 017, Keynote 001, 024 thì chúng ta đều thấy rằng trong các thử nghiệm này đều đánh giá so sánh cái OS giữa một nhóm là một cái thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch so với hóa trị có platinum hoặc hóa trị đơn trị docetaxel thì thấy có sự cải thiện về OS. Đây là một số những thông tin khác về các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch khác trong cái đơn trị liệu. Còn sự phối hợp của các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch với hóa trị thì sao? Thì ở đây là cái sơ đồ à, cái kết quả của thử nghiệm lâm sàng Keynote 021. Khi mà so sánh uh, chúng ta nhìn thấy bên kia, đó là kết hợp của pembrolizumab ở đây là cây chuda với phác đồ hóa chất PC so sánh với PC đơn trị thì chúng ta thấy cái trung vị thời gian uh, sống bệnh không tiến triển PFS ạ à, là 24,5 tháng so với 9,9 tháng ạ. À. Còn uh, sơ đồ bên này thì là so sánh về OS thì phác đồ mà kết hợp pembrolizumab với PC cho trung vị về uh, thời gian OS là 34,5 tháng so với phác đồ PC đơn thuần là 21,1 tháng ạ. Đây là một nghiên cứu khác, thử nghiệm lâm sàng khác cũng là Keynote, đó là Keynote 189 thì ở đây là so sánh giữa pembrolizumab với phác đồ hóa trị với hóa trị đơn thuần kết hợp à, hóa trị đơn thuần và giả dược thì cũng thấy sự cải thiện của OS trên nhóm tổng thể vào nghiên cứu là 22 tháng so với 10,6 tháng. Còn riêng đối với phân nhóm mà có biểu lộ PD1 với TPS là trên 50% tức là mức độ biểu lộ PD1 là mức độ cao thì cái OS so sánh ở đây đạt được là 27,7 tháng so với 10,1 tháng. Và hai thử nghiệm về Empower 130 và 132 thì là một cái kết quả khác của so sánh giữa sự kết hợp của ức chế kiểm kiểm soát miễn dịch và hóa trị thì đều cho thấy sự cải thiện của OS và PFS trên nhóm hóa trị có kết hợp với thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch còn các ici kết hợp với nhau thì sao thực ra là cái này thì tôi cố gắng là tổng hợp các tài liệu còn đối với chúng ta thì sự kết hợp của các ici sẽ là một câu chuyện phải trong tương lai bởi vì bản thân việc sử dụng thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch đơn trị hoặc kết hợp với hóa trị ở các cơ sở y tế của chúng ta đến giờ này có thể nói là các đồng nghiệp cũng sẽ thấy là khá là khó khăn bởi vì về mặt kinh phí và kinh tế đối với người bệnh thì nó là một cái thách thức lớn à, chắc hẳn là sẽ có những đồng nghiệp ở đây đã từng điều trị những bệnh nhân như thế này rồi có rất nhiều bệnh nhân khi mà thất bại với hóa chất hoặc là có biểu hiện tiến triển thì cũng có kỳ vọng khi mà đọc tới những cái thông tin như thế này nhưng mà không phải ai cũng có đủ điều kiện để tiếp cận với điều trị miễn dịch nên là cái phác đồ phối hợp các thuốc ICI với nhau thì uh, tôi nghĩ là ở Việt Nam thì tôi cũng chưa có thông tin. Ở đây là thử nghiệm lâm sàng Checkmate 012 thì ở đây là một cái phác đồ chúng ta nhìn thấy cái cột màu xanh là phác đồ kết hợp hai ICI là Nivolumab 3 mg trên kg mỗi 2 tuần kết hợp với Ipilimumab 1 mg trên kg có thể là mỗi 6 tuần hoặc là mỗi 12 tuần. So với cột màu đỏ ở đây là nivolumab đơn trị thì chúng ta thấy rằng về tổng thể thì cái đáp tỷ lệ đáp ứng khách quan ở nhóm phối hợp ở nhóm phối hợp là 43% so với 23%. Còn phía sau là cái tỷ lệ đáp ứng khách quan so sánh giữa hai nhóm theo cái mức độ biểu lộ PD1 thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ đáp ứng khách quan có xu hướng cao hơn ở những nhóm mà có biểu lộ PD-1 cao hơn ạ. À, tôi cũng xin phép được cập nhật một số những chỉ định của pembrolizumab một cái anti-PD1 mà đã được FDA Approve thực ra lịch sử thì khá là dài và nó có cả những cái chỉ định cho những cái phân nhóm ung thư khác hoặc là phân nhóm ung thư phổi tế bào nhỏ nhưng ở đây thì tôi cũng xin phép được lọc ra một số những chỉ định uh, cho nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ đầu tiên đó uh, đó là sự kết hợp bước 1 của pembrolizumab cộng với carboplatin và paclitaxel hoặc nab-paclitaxel trên nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ biểu mô vẩy giai đoạn tiến xa và không có biểu hiện à không phân biệt biểu lộ video ăn ạ thì cái chỉ định này được approve vào năm 2018. À, tương tự thì cũng cần tương tự đó là phác đồ kết hợp với pemprozumab, pemetrexed và platinum trên không vảy giai đoạn tiến xa và có đột biến EGFR và ALK âm tính, không phân biệt biểu lộ. Ở đây các quý đồng nghiệp lưu ý một chút là sẽ có những cái chỉ định mà không có phân biệt biểu lộ PD1 và những có những chỉ định sẽ phụ thuộc vào cái mức độ biểu lộ PD-1 là dương tính thấp hay là dương tính cao. Ví dụ như đối với trường hợp mà đơn trị liệu bước 1 cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3, không có chỉ định phẫu thuật hoặc hóa xạ trị hoặc là có biểu hiện ở giai đoạn tiến xa với TPS lớn hơn bằng 1%, thì ở đây các ngưỡng mà được coi là dương tính khi mà PD-1 TPS lớn hơn hoặc bằng 1% thì có nghĩa là dương tính. Còn một số những tình huống chỉ định khác đã được approve thì không quan tâm đến tình trạng biểu lộ của PD-1. Và liều cố định hiện tại được khuyến cáo cho cây chuda pembrolizumab đó là 200mg mỗi 3 tuần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc có động tính nặng hoặc là cho tới 24 tháng ở những bệnh nhân không có bệnh tiến triển thì uh, tôi cũng chưa cập nhật là về giá thành như thế nào nhưng trước đó thì tôi cũng đã thử làm một phép tính ạ đối với uh, trường hợp là không tiến triển thì maximum ở đây đang chúng ta đang tính là 24 tháng ạ và chia cho mỗi 3 tuần với liều như thế này thì đâu đó nó cũng rơi vào tiền tỷ đấy ạ. Nên là khi chúng ta bắt đầu khởi động cho bệnh nhân thì chúng ta cũng cần tư vấn rõ ngoài những cái chỉ định, ngoài những cái hiệu quả thì còn có những tác dụng không mong muốn và cũng phải quan tâm rất nhiều đến vấn đề chi phí và giá thành ạ. Bởi vì đến giờ thì bảo hiểm y tế vẫn chưa có chi trả, chỉ có một số nơi tiến hành nghiên cứu thì có được bên hãng thuốc hỗ trợ theo như tôi nắm được là ở trong Việt Nam thì có một bệnh viện họ đã có cái báo cáo tổng kết về việc sử dụng cây chuda này và được hỗ trợ từ hãng còn hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì tôi cũng không nắm rõ lắm ạ à. còn đối với chỉ định một số chỉ định của nivolumab thì đó là bước một của kết hợp nivolumab và ipilimumab đây chính là cái phác đồ mà phối hợp hai thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch ở hai phân nhóm khác nhau trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có di căn và có biểu lộ PD1 dương tính ở đây chính là lớn hơn 1% phần đấy ạ và tình trạng EGFR hoặc ALK là âm tính chỉ định thứ hai cũng là phối hợp hai bộ hai bộ đôi của ức chế cho kiểm soát miễn dịch này nhưng có kết hợp với hóa trị bộ đôi có platinum trên nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa tái phát di căn và đó và liệu chỉ định cuối cùng được chấp nhận gần đây đó là bổ trợ sau phẫu thuật cùng với bộ đôi hóa chất có platinum cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm và được chấp thuận năm 2022. Và liều Nivolumab được khuyến cáo ở đây là 3 mg trên kg truyền tĩnh mạch mỗi 2 tuần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc phải ngừng thuốc do tác dụng phụ và độc tính thì cái liều khuyến cáo và thời gian này thì hơi khác cái cây chuda một chút ạ. À. Ở đây thì sẽ dùng kéo dài cho đến khi có cái biểu hiện về độc tính hoặc tác dụng phụ không giới hạn về thời gian là 24 tháng như đối với chỉ định của cây chuda. Còn chỉ định của atezolizumab thì đây được chỉ định bước 1 cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn ở người lớn có biểu lộ PD1 cao cao ở đây tức là PD1 PD, TPS là trên 50% cộng với EGFR ALK âm tính và chỉ định thứ hai đó là điều trị bổ trợ sau phẫu thuật kết hợp với bộ đôi có platinum ở bệnh nhân giai đoạn 2 đến 3A có PD1 dương tính còn C semiplimac thì được chấp thuận điều trị bước 1 cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và có PD-L1 TPS là trên 50%, tức là biểu lộ cao và không có đột biến EGFR, ALK và ROS1. Ipilimumab thì không được chấp thuận trong điều trị đơn trị đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ mà ở đây đó là phác đồ kết hợp với Nivolumab trong bộ đôi hai thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch hoặc là hai thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch kết hợp với bộ đôi hóa chất có platinum. À, trên đây là một cái bảng tóm tắt về một số những cái chỉ định của thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch từ năm 2015 đến nay thì cái bản này nó đang thiếu 4 năm ạ thì à, cũng xin phép các thầy cô là và các quý đồng nghiệp thì tôi sẽ cập nhật tiếp theo. Một số những cái hướng tiếp cận khác thì uh, cũng xin phép các quý đồng nghiệp như tôi đã đề cập tới có một cái um, liệu pháp đó là liệu pháp tế bào T biến đổi trong đó thì có KT và KNK là hai cái liệu pháp tế bào T biến đổi hiện nay đang được nghiên cứu rất là nhiều ở trong các labo ở khu vực miền Bắc cũng nhiều ạ Viện Đại học Y, uh, bên Vimec và cả Viện Quân Y ạ thì cái nội dung này nó cũng khá là sâu nên là nếu có cơ hội thì cũng xin phép được chia sẻ với các quý đồng nghiệp đối với các tiếp cận khác này trong một cái dịp khác và tóm lại các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch là những cái hướng tiếp cận mới có bằng chứng về hiệu quả và tính an toàn trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ các chốt về PD1, PD1, CTLA4 là hai nhóm thuốc nhắm đích ức chế chốt kiểm soát miễn dịch được nghiên cứu chủ yếu trong nhóm này và nhiều loại chỉ định được đặt ra có thể là bước 1, bước 2, đơn trị hoặc là phối hợp. Các chỉ định này thì được điều chỉ định trong uh, bổ trợ trước phẫu thuật, uh, sau phẫu thuật và điều trị củng cố. Hiện nay thì có nhiều hướng tiếp cận khác trong trị liệu miễn dịch trong ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng đang được tiếp tục nghiên cứu. Trên đây là toàn bộ bài trình bày của em. Xin được cảm ơn các quý thầy cô ạ. Vâng, cảm ơn uh, tiến sĩ Phạm Thị Kim Nhung từ bệnh viện 103 ba uh, cho chúng ta một cái uh, nhìn toàn cảnh về điều trị uh, đích của ung thư phổi. Không...